Phố cổ Hội An không chỉ là một địa điểm du lịch lý tưởng với kiến trúc cổ kính mà đó còn là thiên đường ẩm thực. Trong video này, Lu sẽ gợi ý cho các bạn hai địa điểm mà nhất định đến đây phải trải nghiệm. Nằm ngay tại trung tâm phố cổ Hội An, Madam Q là một điểm đến không thể bỏ lỡ cho những người yêu thích ẩm thực Việt Nam. Một số món các bạn nên thử tại đây như là cao lầu, bánh xèo, tôm hấp nước dừa hay là lẩu bò nhúng mỡ. Cao lầu ở Madam Q không chỉ là một món ăn mà là còn là một trải nghiệm văn hóa. Mì được nấu chín vừa, giữ được độ giòn và ngon miệng, tạo nên tổng thể một khẩu vị rất đặc trưng của Hội An. Hoặc là có thể thử tôm hấp nước dừa, phần thịt tôm tươi ngon và có được hậu vị ngọt chấm cùng với một ít muối tiêu chanh. Tưởng chừng đây là một món ăn khá là đơn giản, nhưng khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được sự lôi cuốn của món này. Lẩu bò nhúng ớt là một trong những món nên thử tại Madam Kiều luôn, mang đến một hương vị cay nồng đặc trưng. Ăn cùng với đó là thịt bò mềm kết hợp cùng với lại các loại rau sống, khổ qua và bún. Thật sự khi thưởng thức món này luôn phải suýt xoa vì độ cay, nhưng mang lại một hương vị vừa lạ vừa quen, vô cùng thú vị luôn ấy. Ngoài ra mọi người có thể thử thêm bánh xèo, hoa hồng trắng và nhớ là ăn chè bắp ở đây nha, chè bắp ngon xuất sắc. Nhà hàng sẽ tỏa lạc ngay tại góc đường, mở ra một tầm nhìn trực diện ra sông, tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạn, đặc biệt là vào buổi tối nữa khi mà ánh đèn lung linh phản ánh trên mặt nước. Ngồi đây vừa thưởng thức món ăn vừa có thể ngắm cảnh phải nói là rất tuyệt vời. Nhà hàng Madam Q sẽ nằm tại số 43 đường Nguyễn Phúc Chu, Hội An. Kế tiếp luôn sẽ dẫn các bạn đến một không gian vui vẻ và sôi động, Sunbrook Hội An, một Irish pub không chỉ thu hút du khách bằng những không gian thoải mái hay là những món ăn hấp dẫn, mà kèm với đó là một band nhạc live acoustic tạo nên một bầu không khí hết sức trẻ trung và phấn khích. Thật sự là khi đến đây là chỉ có niềm vui thôi. Và luôn nói thiệt, nếu bạn có là một người hướng nội cho đến mấy đi nữa thì đến đây bạn cũng sẽ phải nhún nhảy theo ca sĩ. Bên trong không gian cũng sẽ được bày trí bàn ghế để các bạn có thể ngồi theo nhóm. Ở đây cũng sẽ có một bàn bia để các bạn có thể kết nối và chơi với nhau. Điểm đặc biệt của Sunbrook Hội An chính là sự có mặt của bia Guinness. Đây được xem là một biểu tượng của nền ẩm thực Iceland và là một trong những dòng bia nổi tiếng nhất thế giới. Tại Việt Nam thì Sunbrook Hội An độc quyền phân phối dòng bia này và Lô cũng tò mò không kém cho nên là cũng đã order để thưởng thức thử xem sao. Không chỉ là có bia đâu mà thực đơn tại Sunbrook cũng đa dạng các món ăn phong phú từ ẩm thực quốc tế. Với món ăn này thì vị của thịt bò thơm ngon nha, nấu mềm vừa đủ trong cái phần sốt đậm đà. No bụng thêm thì mọi người có thể ăn kèm với một ít bánh mì. Phần thịt kiều này cũng được nướng chín mềm nè, ăn thì cũng sẽ tan trong miệng. Nước sốt cũng được nêm nếm rất là vừa vị, hòa quyện cùng với lại các gia vị mang lại một hương vị khá là đặc sắc luôn. Thưởng thức cùng với lại bia Guinness, đúng thật là hương vị bia rất là đặc trưng. Vị thì đậm đà, texture mượt mà của bia tạo nên một trải nghiệm khá là thú vị với luôn. Ngoài ra thì mọi người có thể thử thêm Caesar salad hay là brownie chocolate. Với sự kết hợp giữa một không gian sôi động, vừa có bia ngon vừa có đồ ăn ngon, thì đây là một địa điểm giải trí nhất định các bạn phải ghé khi đến với Hội An. Và đây là Sunbrook Hội An, nằm tại địa chỉ 1315 đường Nguyễn Phúc Chu, Hội An nhé. Nếu như có dịp đến với Hội An, Lô sẽ quay thêm nhiều nhà hàng cho các bạn xem nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video.